Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Các bạn ơi, trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp mình cái bấm like video này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký và xem hết những cái quảng cáo trong video để ủng hộ mình chút tiền ăn kem nha. Rồi, cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta vào video ngày hôm nay thôi. Và bên cạnh mình đây là một nhân vật cực kỳ sốc mang tên là Ốc. Rồi, Ốc giới thiệu đây. Hello, hello các bạn, mình đang đi ngang như con cua. Vì mình đang rảnh. Em thấy có cái gì làm đỡ rảnh đi. Đây, chém cho em cái đỡ rảnh. Không. Rồi, chém Ốc tí thôi. Và các bạn ơi, trong video ngày hôm nay tụi mình sẽ thử thách nuôi rồng tiếp các bạn ạ. Và hôm nay tụi mình sẽ nuôi một con rồng cực kỳ đặc biệt luôn. Đó chính là rồng bão tố các bạn ạ. Uầy, bão thổi bay luôn anh, bên Quy Thành đi luôn. Ờ, đấy, mọi hôm là mình nuôi rồng lửa rồi này, rồng nước rồi này. Và hôm nay sẽ là một con rồng bão tố. Và mình đã chuẩn bị một cái rương ở đây. Trong cái rương là những cái đồ cần thiết để giúp tụi mình nuôi rồng bão tố. Đây là quả trứng sinh ra rồng bão tố này Ốc nè. Cho em xem này, ra đây. Đó, thấy chưa? Uầy, to dữ. To hơn những quả kia bao nhiêu. Tất nhiên rồi, rồng bão tố cơ mà. Nó tạo ra bão tố ấy. Gió thổi vù luôn. Em nghĩ to như thế này thì bọn mình hai người ăn là hợp lý anh ạ. Để em về lấy cái lò vi sóng, em quay lên. Chịu Ốc luôn các bạn ạ. Cứ mỗi lần là mang trứng hay là cái gì có thể ăn được là Ốc cứ tính ăn. À bây giờ là ốc đúng không? Thôi quả này em ốc. Ốc kiểu gì đây? Ốc trứng nó nở vì lần nào mà chẳng phải ốc. Em dẫm như thế này thì có bị bẹp quả trứng cơ mà ốc. Không biết động tác ốc trứng. Thôi đấy, nhường cho anh bên cái thành ốc. Rồi đó, ra thì việc kích này là quả trứng, đợi một xíu là quả trứng sẽ nở. Ui đây nữa nè. Đó. Ui nó nảy lên này. Thấy chưa? Thấy nó có cái khí nóng thoát ra chưa? Đỏ đỏ nè. Rồi và trong đây thì mình đã chuẩn bị những cái đồ để chúng ta chuẩn bị đợi chú rồng bão tố nở ra các bạn ạ. Wow. Đây thì có yên cưỡi này các bạn. Đấy, để chúng mình có thể cưỡi được con rồng đó. Và đây có ngọc lục bảo kim cương, bộ giáp này. Đây có hai bộ giáp, và mình sẽ lấy bộ giáp màu này đi. Ốc lấy bộ giáp màu trắng đi. Yep. Đó các bạn ơi, yeah. Đó, đây là bộ quần áo giáp rồng. Đấy, rồng bão tố luôn đấy các bạn ạ. Đấy, xịn chưa? Xịn chưa? Sặc. Yeah. Sặc. Rồi, đừng có nhầm chém anh nhá, không phải ý đồ đen tối đâu. Đây bây giờ là có khối ngọc lục bảo và khối kim cương, mình sẽ chế tạo giáp cho bọn rồng. Đấy, tí chúng nó nở ra phát là mình đeo giáp cho chúng nó luôn. Đây là cái công thức để giúp mình chế tạo ra cái bộ giáp rồng các bạn ạ. Đó. Chúng ta cần 3 khối ngọc lục bảo này, 3 viên ngọc lục bảo nữa. Rồi. Ok. Đó, như thế này. Đấy các bạn ơi, chúng ta đã được một cái giáp rồng rồi. Đó, vậy là có thêm một bộ giáp kim cương rồi. Này, Ốc cầm lấy bộ giáp cho con rồng của em này. Đó. Đâu. Đây. Uầy, giáp kim cương luôn. Xịn chưa? Đây, yên cưỡi. Quá xịn luôn. Em lấy một cái yên cưỡi đây. Anh sẽ lấy một cái yên cưỡi. Rồi. Và chúng ta đợi xíu quả trứng này nở và bọn mình sẽ có thể có một con rồng bão tố cực kỳ mạnh luôn các bạn ạ. Bây giờ mình thử chém quả trứng nhập. Các bạn ơi, ấy khi mà chúng ta cố phá quả trứng rồng này thì lập tức sấm chớp từ trên trời sẽ đánh xuống. Đó, người ta gọi là bị trời đánh. Đó, lợi hại chưa. Đấy. A few moments later. Ôi các bạn ơi, sau một lúc chờ đợi thì hai quả trứng của tụi mình đã nở rồi các bạn ạ. Và mình cũng đã cho nó ăn và huấn luyện nó to đùng đùng luôn rồi các bạn này. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hai con rồng của tụi mình. Chúng nó đang quẩy đi vòng tròn luôn. Cái này gọi là xoay tay hoàn như đôi tay, chân hoàn như đôi chân đấy. Quay tròn. Nhìn chúng nó quay mà cháu hết cả mặt các bạn ạ. Đấy. Con rồng của mình thì đã được lắp yên rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình có thể cưỡi lên nó được rồi. Còn con rồng của Ốc thì vẫn chưa được lắp yên. Bây giờ Ốc ra lắp yên với lắp giáp cho con rồng của em đi nào. Ok. Tèo. Nào, bộ giáp xinh xắn đây rồi. Xịn chưa anh Bê Quy Thành ơi? Xịn chưa? Đó, các bạn ơi, rồng của Ốc đã được lắp một cái yên cưỡi để Ốc có thể cưỡi này. Và một bộ giáp kim cương. Ui. Còn bây giờ đến rồng của anh sẽ lắp cho con rồng của anh cái giáp ngọc lục bảo. Đẹp chưa? Đẹp quá. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Quá là đẹp luôn đúng không? Đó. Đúng rồi, nhìn thế này em thích làm chiến binh cực luôn nhá. Này các bạn này, rồng bão tố nó có cái hiệu ứng rõ bão này. Đấy, có hơi nước ở dưới người luôn, Ốc thấy không?
Rồi đây. Em cứ tưởng nó tè. Đấy. Và cực kỳ đẹp luôn đấy các bạn. Bây giờ mình thử cưỡi cho nó bay lên trời các bạn xem nhá. Đó. Các bạn thấy không? Đôi cánh của nó hoa huyết đẹp chưa? Đấy. Khi nó bay nó có tạo ra mấy cái hơi nước đằng sau mông kìa. Oh, ốc đâu rồi? Ốc ở dưới anh ở đây, lên rồi đó. Wow, xịn chưa các bạn ơi. Đó, mình sẽ cho các bạn xem dưới bụng của con rồng ấy. Đẹp chưa, hoa văn hoa huyết đẹp quá à. Wow, thích ghê. Wow, có bạn nào thích cưỡi rồng như mình không? Đấy, cưỡi rồng cầm kiếm trên tay múa võ nữa. Wow, đẹp thật sự. Rồi bây giờ để xem con rồng ấy nó khạc ra gì nhá các bạn. Wow, gió. Gì đó? Gió bão ốc ạ. Nhìn xem này. Wow, các bạn thấy không? Wow. Rồi, bây giờ thử hạ xuống đất nè. À, xem nào. Ủa, các bạn thấy chưa? Trời ơi, nhìn thấy không? Anh thử phun vào rừng cây hay là vào nhà xem nào. Đây, phun vào nhà mà. Nhưng mà nó chỉ là gió bão thôi, nó không ảnh hưởng gì đến nhà của mình đâu, không như là rông lửa. Không đổ nhà được đúng không? Đúng rồi. Đổ nhà được thì căng quá. Rồi. Đấy, xịn chưa các bạn? Đó, các bạn thấy chú rồng của mình nào? Lại còn rất là đẹp luôn này các bạn. Ui, mình thích con rồng này cực kỳ luôn. Có bạn nào thích con rồng này như mình không? Đẹp quá các bạn. Nhìn này. Thế này mới làm chiến binh mới thích chứ. Em cũng thích làm chiến binh lắm nhưng mà em chỉ sợ chết rồi. Từ từ, bây giờ nhá. Anh sẽ thử tạo ra vài con quái vật rồi ốc sẽ thử cưỡi con rồng của em rồi thử tiêu diệt mấy con quái vật đấy xem nào nhá. Ok. Ốc đang cưỡi rồng ra đây rồi. Bây giờ đến đây. Bây giờ mình sẽ thả ra vài tên người khổng lồ ở đây. Đó, rồi ốc thử tiêu diệt tên người khổng lồ nào. Wow, các bạn ơi, rồng của ốc đang phun mấy tên người khổng lồ này. Wow, mấy tên người khổng lồ này không làm được gì luôn. Đúng rồi, mồm con rồng của em khác gì ống khói đâu. Không trượt phát nào luôn. Không trượt phát nào, đúng rồi. Mấy tên này cũng không lại gần được luôn các bạn ạ. Đấy, gió to gió, quá. Gió quá mạnh. Ui, lâu chết thế. Trâu quá ta, mấy tên người khổng lồ này cũng trâu chó phết đấy. Yeah. Ốc thử lượn nào, ốc thử lượn ra biển rồi. Đó, đúng rồi, lượn đi. Đi bộ à? Ôi, ông đi bộ à, cho mấy tên người khổng lồ. Ôi, tí nữa thì bị cắn chết. Bay lên, đúng rồi, lượn. Bay lại đây, thổi đi. Cái đúng chỗ chưa? Cắn đi. Phu đi. Ốc làm gì kia? Ốc thả mưa rơi vào đầu mấy tên người khổng lồ. Mấy tên người khổng lồ không biết làm gì cứ đứng dưới háo mồm. Tóc cay lắm rồi nhá. Mình xuống đây, có giỏi mình xuống đây. Ủa, ốc bay cao tít qua mây rồi. Xuống đây nào ốc ơi. Ốc tè đây. Trông con rồng của ốc tè đây. Xuống đây. Ủa các bạn ơi, nhìn thấy không? Nhìn xa xa con rồng có hiệu ứng cánh trắng đẹp chưa? Hạ cánh xuống nào ốc ơi. Bay cao quá rồi. Yeah. Ủa chưa chết à? Còn con kia chạy đi đâu vậy? Ủa. Trâu quá hả? Wow. Trâu chưa? Trâu thật đấy. Bọn này trâu quá thật sự luôn đấy. Đó. Còn đây người bắn súng luôn. Xem ốc tiêu diệt nó kiểu gì nào các bạn. Rồi. Bắn đi. Thổi nó đi ốc. Thổi nó. Ôi mấy tên cầm súng này bắn chết zombie rồi. Ui mấy tên này cầm súng không làm gì nữa. Ốc cưỡi trên trời cao quá kìa. Giơ súng lên không bắn được luôn. Thổi chết chúng nó đi. Wow. Em phun thành một loạt á. Đấy đúng rồi. Yeah. Đúng rồi, thổi xuống. Yeah. Còn nó có chết không vậy? Nó chết chưa? Zombie đây. Thổi bắn súng nè. Bay cao lên. Không dòng của em bị bắn đấy kìa. Đúng rồi. Bắn súng láo nháo ghê. Đấy thổi bọn bắn súng đi. Ôi chết một thằng bắn súng rồi, cố lên nào. Chết nốt thằng kia luôn nè. Đó, chết luôn rồi. Chết luôn rồi, đâu mấy con zombie ghẻ đâu. Ủa dưới mấy chân em kìa. Các bạn ở dưới chân em. Em phải lùi. Lùi. Ui giời. Bay lên á, đúng rồi. Nào, thổi đi. Nào. Phun nó. Yeah. Kinh ấy. Ui, hai con zombie to gục luôn rồi các bạn ạ. Còn con zombie con thì cứ đứng ở dưới chân thì không biết làm gì. Xuống đây, con dở xuống đây. Zombie con trông lào gáo ấy. Phun nó đi. Rồi, phun nhiều vào đấy. Phun đi. Nào. Đúng rồi, thế rồi nào. Đó. Ôi các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra quanh đây có vài cái con rồng từ ngoài tự nhiên ấy. Chúng nó tính đến đây phá các bạn ạ. Đấy, nên bây giờ chúng mình sẽ sử dụng những cái con rồng của tụi mình ra đấy. Tiêu diệt hết bọn rồng ngoài tự nhiên các bạn ơi. Rồi đi thôi. Ốc ơi, cưỡi rồng của em đi. Anh sẽ cưỡi rồng của anh. Nào, các bạn ơi, chúng ta cùng đi thôi.
Wow. Đấy các bạn thấy không? Dưới đất kia kìa, đó. Toàn là vết tích của bọn rồng đi thổi lửa đó. Đấy. Ấy ơi, có con rồng đen kìa. Nhìn nhìn có con rồng đen nó sắp chết rồi. Tại sao ấy nhỏ? Đâu 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 đâu. À đang con này đang này đang này. Ui, chúng nó đánh nhau chết đây này, con rồng này chết rồi. Wow. Đó, kinh chưa các bạn đấy. Chúng ta sẽ tham gia một cuộc chiến tranh rồng à? Đúng rồi, mình sẽ là người điều khiển rồng của chúng mình tiêu diệt bọn rồng khác. Ui, anh đang đâu đấy? Anh đang ở trên đỉnh núi đây. Ồ, có một con rồng mang bé bé kìa. Các bạn thấy không? Và bây giờ mình sẽ giết chết nó. Chết đi. Ủa, nó thổi đóng băng mình luôn các bạn ạ. Nhưng không sao. Chết đi, chết đi. Ồ, rồng bé xíu mà mạnh quá ha. Phun chết luôn. Phun chết luôn. Phun. Ui các bạn ơi, nó trâu thật sự luôn nè. Phun một lúc còn chưa chết. Chết đi. Người vẫn chưa chết à? Người sống dai à? Rồi các bạn ơi, nó chết rồi đây này. Đó. Ui, đòi chiến đấu với mình. Tuổi gì? Rồi các bạn, đó. Chết rơi xác xuống đây luôn. Wow. Kìa ơi, có con rồng đây, có con rồng này. Ông ơi, con rồng đen này. Đâu. Giết nó đi. Giết nó. Yeah. Con rồng này còn bé mà. Phun nó đi, phun nó đi. Yeah. Chết đi, chết đi. Nó là rồng lửa anh ơi. Không sao, không sợ. Rồng của mình là lợi hại hơn mà. Yeah. Ui, nó chết rồi. Không chưa, chuẩn chưa. Chết rồi. Đấy. Chết há mồm luôn này các bạn này. Nó đen xì xấu xí quá. Nhưng mà nó mạnh đấy chưa? Đánh nhau với nó một lúc mà mới giết được nó. Để xem ở trong cái khu này của nó có cái gì không này. Lụm đi. Ô, có quần sắt, ủng sắt, giáp sắt này. Ô, toàn đồ sắt thôi à. Có tiền không? Tất nhiên là không có tiền rồi. Bọn rồng làm gì có biết tiêu tiền đâu. Ôi, có hột vàng này. Mang hột vàng này về bán lấy tiền. Ôi và các bạn ơi, hôm nay mình đã nuôi thành công con rồng bão tố rồi các bạn ạ. Bọn mình còn sử dụng rồng bão tố đi tiêu diệt những con rồng khác cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, các bạn thấy rồng bão tố của bọn mình có đẹp không? Thì like và bình luận phía dưới video cho bọn mình biết nha. Thôi, và bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây rồi. Bye bye. Bye bye, mình đi lụm vàng đây. Đấy, mình với Ốc bây giờ là lụm sắt lụm vàng về bán kiếm ít tiền để ăn kem này. Các bạn nhớ xem quảng cáo nhé. Không là bọn mình chết đói. Rồi Ốc sẽ trở thành người bán đồng nát mất thôi.